Hoa sứ Lê Gia xin kính chào cô chú và anh chị. Hôm nay con xin chúc cô chú và anh chị có một ngày cuối tuần vui vẻ ha. Bên con hôm nay có một số cặp sứ thái ghép xin giới thiệu đến với cô chú và anh chị. Dạ, trước tiên con xin được chia sẻ là bên tụi con nay có cung cấp thêm phân dơi ha. Con bán một túi như vậy là 20.000. Phân dơi này là mình dùng để bón cho các loại cây kiểng ha. Dạ, bây giờ con xin được quay lại với bán sứ. Đây là cặp số 1 ha cô chú và anh chị. Cặp số 1 là gồm có cây Racaphat với lại cây ngọc băng. Đây là cây ngọc băng ha. Ngọc băng là hai dạng cánh kép màu trắng ha. Đây cũ nữa ha. Cây ngọc băng này thì nó được 6 bo, mỗi bo nó ra từ 2 cho tới 5 cái tượng. Dạ, qua đây là cây Racaphat. Là hoa của nó màu hồng ha. Hoa nó dạng cánh kép luôn, hoa hồng. Cây này thì nó được 6 bo, mỗi bo nó từ 2 cho tới 4 cái tượng. Đây là cây Racaphat nè. Đây cũ của nó. Cái vòng cũ nó là khoảng 2 gang tay không. Dạ, cặp này số 1 con bán giá 240.000. Qua đây cặp số 2. Cặp số 2 là có cây tuyết nhiệt đới với lại cây vinh hoa. Đây là cây vinh hoa ha. Vinh hoa là hoa dạng cánh kép, hoa hồng, sọc tím. Cây vinh hoa này là nó được 7 bo. Mỗi bo nó ra từ 2 tới 4 cái tượng ha. Bộ tàn nó thì nó xòe ra tròn đều ha, chia đều ra. Và còn đây là cây tuyết nhiệt đới. Tuyết nhiệt đới là hoa nó dạng cánh đơn, hoa màu vàng, hồng đỏ. Cây tuyết nhiệt đới này thì đang cho ra búp nè. Cây này là nó được 6 bo luôn ạ. Mỗi một bo của nó ra từ 2 cho tới 4 cái tượng. Cây cũ nó ha. Cái vòng cũ nó con ướm tay con vô là khoảng 2 gang tay con á. Cặp này số 2 là giá 260.000. Qua đây. Cặp số 3. Cặp số 3 là có cây Reti với lại cây vân huế 7. Đây là Reti Lady ha. Hoa nó dạng cánh kép màu vàng có hương thơm nhẹ. Cái giống Reti này thì nó là cực kỳ xuyên hoa luôn. Nó đang cho ra hoa nè ha. Cây này là nó được 6 bo, mỗi bo nó ra được 2 tới 3 cái tượng. Cái vòng cũ nó là gần 2 gang tay của con. Ở đây là vân huế 7. Vân huế 7 là hoa ba lớp màu hồng. Cái vân huế 7 này là nó được 7 bo, mỗi một bo nó ra từ 2 tới 3 cái tượng. Cây này thì có bo dài ha. Bo nó dài có khoảng gần một gang tay con luôn. Cái bo ghép. Cặp này con bán giá là 260.000. Đây là cặp số 4. Là có cây kim anh với cây ruby. Dạ, đây là cây ruby ha. Ruby là hoa nó cánh đơn, hoa màu đỏ. Nó ra hoa là chùm không? Nó ra hoa đồng lọt luôn nữa. Mấy giống này là nó rất là sai hoa. Đây hoa ruby ha, màu đỏ. Đây cũ nó ha. Cũ nó con đo cái vòng cũ nó khoảng 2 gang tay con. Và qua đây là cây kim anh. Kim anh là hoa dạng cánh kép màu cam có sọc. Cây kim anh này nó có 4 bo, mỗi bo nó ra từ 2 tới 4 cái tượng. Cây này cũng gần nở ra ha. Cặp này số 4 con bán giá 260.000. Qua đây là cặp số 5. Số 5 là gồm có cây candy với lại cây giả khúc. Đây là cây candy ha. Candy hoa màu vàng có viền hồng ạ, cánh kép ạ. Candy này đang cho ra búp rất là nhiều luôn ha. Cái candy này là nó được 7 bo. Mỗi bo nó ra từ 2 tới 4 cái tượng. Cái cũ nữa. Qua đây là cây giả khúc. Giả khúc là hoa của nó dạng cánh kép luôn, màu hồng sọc. Cái giả khúc này là có 5 bo. Mỗi bo nó ra được 2 tới 4 cái tượng. Giả khúc này ra mới ra búp nè ha. Búp cũ này thì có hình hơi quái nè cô chú anh chị.
Đây là cây dạ cúc. Cặp này số 5, con bán giá là 260.000 ạ. Qua đây là cặp số 6. Cặp số 6 là có cây Long Thành với cây hàng số 5. Long Thành là hoa nó 3 lớp ha. Hoa đang nở đây, hoa Long Thành. Cây Long Thành này nó có 5 bo, mỗi bo nó ra được 2 tới 4 cái tựa. Cây cũ nữa ha. Ở đây là cái hàng sơn năm. Hàng sơn năm là hoa nó dạng cánh kép, nó màu trắng. Cái hàng sơn này đang cho búp. Cái nó hơi đen đen này là do trong khi tụi con vận chuyển từ vườn ra ha, nó hơi quẹt nên cái nụ nó bị có hơi đen, quẹt trầy trầy cái nụ nó. Cặp này là số 6, giá 250.000, hàng sơn năm với Long Thành. Qua đây là cặp số 7. Số 7 là có cây Kim Anh với lại cây hàng sơn năm. Đây là cây Kim Anh ha. Cái này là loại xứ, chậu này là củ hơi lớn nha cô chú anh chị. Đây là cây Kim Anh nè. Kim Anh là hoa nó màu cam, dạng cánh kép, hoa màu cam có sọc. Cây Kim Anh này là nó được 8 bò. Có 8 bò ha. Để con xoay cô chú anh chị mình nhìn ha. Còn cái củ nó có vần củ nó là khoảng 2,5 gram tay con. Đo là ướp vô khoảng 2,5 gram. 2,5 gram. Rồi qua đây là củ hàng sơn năm. Cái này là một củ mà người ta ghép hai giống ha cô chú anh chị. Là có giống hàng sơn năm với lại là siêu bông. Cái siêu bông là hoa của nó màu đỏ, còn hàng sơn năm là hoa màu trắng ha. Hoa màu trắng mà dạng cánh kép. Cây này là nó được 6 bo, mỗi bo nó ra từ 2 tới 4 cái tượng. Cây cũ nữa ha. Nay cây này là con vô chậu 10. Cây cũ nữa. Cũ này cũng có hình hơi gái. Cái vòng cũ này là nó khoảng gần 6 tấc. Cặp này là số 7, Kim Anh với hàng sơn 5, là giá 300.000 ạ. Qua đây là cặp số 8. Số 8 là có cây Reti Lady với lại Long Thành. Đây là cây Long Thành ha. Long Thành là hoa của nó 3 lớp. Cây Long Thành này nó 8 bò. 8 bò, mỗi bò nó ra được là từ 2 cho tới 4 cái tượng nè. Cây này thì nó đang cho ra búp rồi ha. Còn đây củ nữa. Cặp này là xứ củ lớn ha cô chú anh chị. Cái loại này con vô thùng 10, thùng lớn. Tại nó có mấy cái củ lớn thôi, con đưa vô con bán giá này tính là hơi bị mềm lắm luôn. Cái củ này là có vòng củ nó khoảng, con đo là có gan tay con nó cỡ khoảng 6 tấc mấy đó. Cây này là Long Thành. Qua đây là cây Reti ha. Reti là hoa dạng cánh kép, nó màu vàng, có hương thơm nhẹ. Cây này thì nó đang cho ra búp nè ha, chưa trổ bông, đang có búp búp nè. Búp này khoảng 10 ngày trở lại là có bông. Cây này là nó được 8 bo. Mỗi bo nó ra được 2 cho tới 3 cái tượng. Đây, tượng nó lớn ha. Cặp này là số 8, con bán giá là 350.000 ạ. Dạ bên tụi con á là xếp hàng toàn quốc ha. Khi cô chú và anh chị mua hàng thì xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí xếp cho tụi con ha. Và nếu cô chú và anh chị yêu thích hoa sứ Lê Gia thì xin hãy nhấn like để ủng hộ cho tụi con. Và đồng thời mình nhấn nút để đăng ký có thể cập nhật những thông tin mới về những mẫu hoa đẹp. Dạ con xin cảm ơn.
tuyết nhiệt đới. Đây là cây kim lân ạ. Kim lân là hoa nó dạng cánh kép màu đỏ sọc ha. Cây này thì nó được 5 bo. Mỗi bo nó ra 2 đến 3 cái tựa. Rồi đây là cây này, một củ mà người ta ghép được tới 2 giống hoa ha. Cây tuyết nhiệt đới là hoa nó dạng cánh đơn, hoa màu vàng. À, đây là hoa nó đang nở nè ha. Đây là tuyết nhiệt đới. Còn mấy bo này là người ta ghép là giống Reti Lady ha. Reti là hoa nó dạng cánh kép màu vàng, có hương thơm nhẹ. Cây này là nó được 4-6 bo. Nó có 6 bo, mỗi bo nó từ 2 cho tới 5 cái tựa luôn à. Cây này thì có bộ tàn nó tròn ha, chia phân nhánh ra đều. Cái củ nó, vòng củ này. Cặp này là số 4, con bán giá là 260.000. Qua đây cặp số 5. Số 5 là có cây Xuân Ngọc với cây Reti. Đây là cây Xuân Ngọc. Xuân Ngọc là hoa nó cánh đơn ha. Đây hoa nó đang nở nữa ha, hoa màu hồng ha. Đây Xuân Ngọc. Cây này là nó được 7 bo. Mỗi bo nó ra từ 2 tới 3 cái tựa. Bộ tàn nó thì tròn ha, nó xòe ra đều hết, trải cái tán nó đều. Giờ qua đây là cây Reti. Reti là hoa màu vàng cánh kép ha, có hương thơm. Cây này thì nó có 5 bo, mỗi bo nó ra từ 2 tới 4 tựa. Cặp này con bán giá 260.000, số 5. Qua đây là cặp số 6. Số 6 là có cây Long Thành với lại cây Hàng Sơn Năm. Đây là cây Long Thành ha. Long Thành. Hoa nó 3 lớp ạ. Cây này thì nó được 6 bo. Mỗi bo nó ra 2 đến 3 tới được. Rồi qua đây là cây Hàng Sơn Năm. Hàng Sơn Năm là hoa nó ha, cánh kép, hoa màu trắng. Cặp này là Hàng Sơn Năm với lại Long Thành. Giá 240.000. Qua đây là cặp số 7. Là có giống Vân Huế Năm với lại Rồng Vàng. Rồng Vàng là hoa nó màu vàng ha cô chú anh chị. Cái Rồng Vàng này thì nó có được 4 bo, mỗi bo nó ra 2 tựa ha. Ở đây là cây Vân Huế Năm, hoa màu hồng cánh kép. Cây Vân Huế Năm này thì nó được 6 bo ha. Mỗi bo nó là 2 đến 4 tựa. Củ nó thì hơi to. Cặp này là giá 260.000. Ở đây cặp 8. Cặp 8 là có cây Vân Huế 13 với cây Reti. Đây là cây Reti ha. Reti này khoảng vài ba ngày nữa là nó bung rụ ra hết ha. Cặp này cặp Vân Huế 13 Reti đúng rồi. Cây Reti này là hoa nó dạng cánh kép màu vàng ha. Cây này là nó được 5 bo, mỗi một bo nó ra từ 2 đến 4 cái tựa. À, củ nó. Củ này con đo cái vòng củ nó là 2 gan tay con ha. Giờ qua đây là cây Vân Huế 13. Vân Huế 13 là hoa nó dạng cánh kép hoa màu tím có sọc. Sọc. Cây này là nó có 4 bo, mỗi một bo nó ra 2 đến 3 cái tựa. Cặp này là số 8, Vân Huế 13 với Reti, con bán giá 260.000. Qua đây là cặp số 9. Cặp số 9 là có cây Dạ Khúc với lại cây Lạc Long Quân. Lạc Long Quân là hoa dạng cánh kép màu hồng có sọc. Cây này nó được 3 bo, mỗi bo nó ra từ 2 cho tới 4 tựa. Cây Lạc Long Quân ha. Và đây là Dạ Khúc. Dạ Khúc là hoa dạng cánh kép hoa màu hồng có sọc. Cây này thì nó 4 bo ha, mỗi bo nó ra 2 tựa. Cặp này là con bán giá là 220.000. Dạ bên tụi con là ship hàng toàn quốc, nên khi cô chú và anh chị mua hàng á, thì xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí ship cho tụi con ha. Dạ nếu cô chú và anh chị yêu thích hoa sứ Lê Gia thì xin hãy nhấn like để ủng hộ cho tụi con.
Mỗi like của cô chú anh chị ghé qua là một niềm động lực lớn ha, để tụi con tìm ra những mẫu hoa đẹp để đưa ra để cung cấp ngoài thị trường ha. Và cô chú anh chị mình đừng quên mình bấm nút để mình đăng ký á, để mình có thể cập nhật những thông tin mới và những mẫu hoa đẹp. Dạ con xin cảm ơn ạ.